Xin chào anh chị và các bạn, mình là Nemu của Nemnet Gamer Channel. Thì hôm nay là ngày thứ ba của cái sự kiện mà dự đoán và cá cược á. Thì hôm nay là một ngày thành công đối với mình, thì là mình đã ăn được tất cả 5 kèo, và trong đó thì cái kèo đầu tiên mình còn được x2 nữa. Chúng ta sẽ đi rất nhanh và phân tích luôn. Kèo đầu tiên thì như mình có đăng ở trên cái tab cộng đồng của YouTube á, thì đây là team trận đấu giữa hai team mà đều có phản công. Thì như mọi người nhìn thấy team này thì là có Athena với lại con ráp này có thể gây đam được. Con lắc này thì lại để đứng tăng, thì dĩ nhiên là con lắc này nó sẽ chết sớm. Mà chưa kể ngay cả con Leona này nè, với lại con Hotaru này nè, con Leona, con Hotaru đứng hàng sau á, vậy nếu như mà bị Rugal hoặc là con Hayden mà phản là gần như là bị Leona thì là chết một mạng, còn Hotaru thì mất một kháng tự. Còn bên đây thì là có Mai này có thể hồi máu nè, Sơ Mi này á, thì là có cái trò mà ion hóa thì sẽ gây ra không không sát thương và một cái đòn đánh, chưa kể Ellie mà phản công rồi này kia búp khiên. Đó là cho nên là nếu mà nói đúng ra thì cái team team xanh này rõ ràng mọi người nhìn vô á, nhìn vô là mọi người thấy là cái kiểu như là đánh lâu dài nó sẽ ok hơn. Có thể team đỏ có thể là sát thương đầu ra nó có đây, nhưng mà quan trọng mà đánh lâu dài thì không thể giết được Hayden với lại con như là con Diamond nữa, chưa kể Diamond rồi này kia. Diamond mà độc chiêu mà AoE là còn có choáng và giảm nộ nữa. Đó thì là dĩ nhiên là kèo này team xanh nó sẽ hợp lý hơn, bởi cho nên là nhờ vậy mà mình ăn được x2 kèo này. Rồi chúng ta sẽ cùng xem lại cái highlight trận này. Ồ, hình của Mian. Ngày mai là bên server test là sẽ có S map của Mian đó, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Mà chém của Leona nhìn khá là đẹp mắt. Đó, Alak này nó đánh vô Ellie cả do lượt 1, Ellie là có cái chiêu khích bởi cho nên sẽ hút được đam. Đó, thì mãi thì nó sẽ phản công búp một khiên, búp khiên này cho ai Rugal phản nha. Đó, giờ Ellie tuyệt tử lại búp thêm một khiên nữa. Sơ sơ ba cái khiên rồi. Rugal còn có đam lan đó, mai tuyệt kỹ nè, đam AoE độc chiêu giảm nộ hồi máu nữa đó, phá khiên nữa lại tạo thêm khiên. Đó, cho nên là về cơ bản là team xanh ok hơn. Gì đây? Rồi anh lắc mà anh tính tăng coi như đó anh mất một kháng tử rồi đó, bây giờ anh chỉ còn có một kháng tử nữa thôi. Rồi để mà Hayden mà nó phản vô con ấy nữa là mệt nữa. Rồi anh lắc đi hai kháng tử rồi. Rồi anh gần vẹo á, bây giờ anh mà bị đánh xuống máu rồi coi như là anh hẹo luôn. Rồi Rugal phản cái là mệt. Nì. Đó, quần không ram. Tính ra con Sumi vẫn còn là một con solo dơ trong võ đài một đấu một và ba đấu ba. To heaven. Rồi anh lắc cho mình hẹo rồi. Đánh bây giờ đánh vô Rugal á, à nhờ con Hotaru bơm máu lại. Leona chết rồi, Leona ăn cái đam cho Leona hẹo luôn rồi. Ikuzo. S-Mark Running Free có nghĩa là chạy qua chạy lại 3 lần. Rồi phải này dồn đam là anh lắc anh đi luôn. Cứ phá khiên lại đây là sẽ búp lại một khiên. Anh lắc anh chuẩn bị về với đất mẹ rồi. Xong. Đời anh thế là hết. Chỉ là con anh ta đã thử là con ráp á, không thể nào đột qua được hết cái team này á, cho nên là mình nghĩ có thể là sẽ đánh tới 20 lượt á. Kèo này dễ 20 lượt lắm, cả do là không giết nổi con Hayden. Mà như mọi người biết là nếu như mình là người đánh trước mà mình không giết được hết team được, có nghĩa là mình hết giờ hết tên 20 tên thì mình thua. Nó Leona Hotaru dễ dễ, dễ ai bị ăn đâm lan chết lắm đó. Leona vừa ngồi dậy xong bị ăn đâm lan chết luôn. Ôi Athena nó thần cũng chết một mạng luôn rồi, kinh. Nó cho mọi người nói là có nên S mắc Rugal không, S mắc Rugal ngon. Mình đã nói cái chuyện này rất nhiều lần rồi. Cho nên là có vài bạn mà chơi bên Super Global hỏi mình có nên S mắc Rugal không. Cái câu hỏi đó là một cái câu hỏi cực kỳ thừa luôn. Đó đứng mấy con kia đứng đang đứng chơi chơi, đang đứng chờ tới được đánh mà bị con Rugal đam vô cái coi như ăn cái miễn cũng chết nữa. Rồi lên Phong Lâm Hỏa Sơn rồi. Furin Kanzan. Bây giờ ráp phản vô kích nộ Rugal tiếp. Không đủ.
Sun gần hẹo rồi. Sun chắc còn một tháng tử. Osui rồi nè. Nó lại lên khiên. Tuyệt kỹ nhiều vô. Nó giờ Sun tuyệt kỹ vô thì lại bị không đam. À không phải đánh những cái khiên chứ, đánh những khiên. Bây giờ chờ hai lên phản là Sun mới đi được, tại giờ Sun nó núp ở hàng sau rồi. Rồi chờ Daemon đó, Daemon. Ha. Sun này nó là một cái tượng đài mà của võ sĩ đả ngày xưa. Công nhận Sun, Sun 15 bên Quy Quy mạnh thật sự. Đây này khả năng cao là bên bên team xanh chắc là chết bỏ không may thôi. Mình nghĩ Sumi chắc không chết nổi, Sumi có cây âm hóa là chắc không chết được. Khả năng cao là chết Mai thôi. Do nãy giờ Mai toàn ăn cái đam của con ráp nó đánh vô. Ôi tôi phá khiên người tao lại búp khiên lại. Giờ chờ Daemon phản thôi, chắc là con Sun chắc cũng cần mẹo rồi. Sun đứng núp bóng cây Kuni nha mày. Có cái này khả năng cao là không giết nổi. Nghĩa là ráp với Athena nữ thần, quan trọng qua Athena nữ thần, qua Athena nữ thần nó trâu. Bây giờ là ráp đấm mà chắc là chết được con Mai thôi. Mày mà chết nổi không, con kia cứ bút máu lên rồi Mai chết được. À đấm qua hàng dưới vậy. Daemon này thì có dạng sát thương, có phản công. Ôi. Hiệu ứng kiểu này sao mà chơi. Rồi ráp đi thêm một cái nội tại nữa. Tuyệt quá, mỗi lần mà nhìn coi Athena mà nó bị đánh cái người nó ngã ra, mọi người nhìn thấy mắc cười không? Nhìn nó hài sao? Nhìn nó hài lắm. Cười đây. Đó không? nhìn cái người nó ngã ra sao? Athena mà thiếu chiến ấn rồi chỉ chọn được một trong hai cái, một là giải hiệu ứng, hai là hồi nộ. Mà do bị khống chế cho nên là nó giải không rồi, cho nên nó không có nộ để tuyệt kỹ. Ra chắc cũng gần đi rồi. Nhưng mà full dồn đam cái lượt này chắc mình nghĩ là chắc là con ôi ôi con coi Athena nó hồi máu cho thì kinh nhỉ. Còn là do con Daemon này cũng là một con boss cũ rồi, nhưng đam của nó sẽ không bằng con mới đó, chết Mai.
Ồ, đóng ngoài kia hả? Này thì có cái trò mà cứ tuyệt kỹ, cứ phản công xong bứt khiên, bứt khiên xong rồi chỉ cần một cái khiên thôi là chịu được cái tỷ đam rồi. Cái em kia nô hết phải chưởng luôn. Hai đinh nãy giờ không bị đấm nhiều cho nên là không giết nổi con ráp. Chứ hai đinh mà nãy giờ nếu mà bị dồn đam vô là nãy giờ tuyệt kỹ là mình nghĩ là con ráp là hết nội tại luôn rồi đó. Rồi mất thêm một nội tại nữa. Hai đinh bị đấm càng nhiều càng tốt. Kéo 20 lượt thiệt. Mai là người chết duy nhất thôi. Đây đi vẫn còn nội tại mà đi không chết được. Rồi ráp hết nội tại rồi đó. Bây giờ mà giết được ráp thì là đánh được hết máu ráp là ráp chết. Chỉ sợ không đánh được. Anh nãy giờ mới lấy được thêm một cái nội tại khó. Úi trời ơi. You see everywhere. Lại thêm khiên. Khiên chồng khiên. Ôi, phải. Ráp vẫn còn nội tại kìa. Mình tưởng là cái pha kia là ráp hết rồi. Bây giờ con Nao nó đập một cái con ráp nó hồi nội tại, nó hồi cung cây chứ mà là còn nội tại á. Thì không biết cái này có phải cái cuối hay chưa. Ôi. Chết đi. Ôi ôi. Bị dồn nam nãy giờ mới chết nổi con ráp. Ráp vẫn trâu. Đó giờ không giết nổi anh thần. Nè thần có cái trò mà đồng chiêu nó tạo khiên. Đó đỡ được một đam. Đỡ được một đam xong cái chừng mà khi mà nó phản công á, nó hồi máu lại. Nó phản công nó sẽ hồi lại máu và nó còn bút thêm khiên nữa. Nè đó. Đó nó xuống máu á thì nó sẽ phản công. Bút lại khiên. Đó nè nó phản công xong rồi lại bút cái khiên đó đỡ lại được một nam tiếp. Cứ như vậy không biết nổi. Thật ra thì team xanh là mình nghĩ là thiên về cái khống chế hơn á, thiên về khống chế hơn. Ghê thiệt na thần. Trông cực kỳ. Mà nãy giờ nó toàn bị ăn cái ion hóa về tay liệt này kia, nó phải tốn cái chiến ấn để nó giải bớt cái tay liệt á. Cho nên nãy giờ đâu có nổ được đâu. Quá ư là trâu bò. Nói bây giờ là sao mà mình nói là nếu được có mọi người nên lấy con Athena này. Nếu mà đã bỏ tụi Kari với là ráp với Kaiden á thì cần quân tâm thì nên lấy con Athena nữ thần này.
Thì anh nói thần này là sẽ là cần trong meta tiếp theo, là do là nó có giải bại huyết. Giải bại huyết được giải lượng lớn luôn kìa. Rồi chúng ta sẽ qua cái trận đấu thứ hai rồi. Má mới có trận đầu thôi mà nó tốn 15 phút rồi, đậu phộng. Rồi trận thứ hai là trận đấu giữa team boss và team nhân vật chính. Thì vừa nhìn vô mọi người thấy coi, kèo này là con Anhit là nó đã là kèo hơn rồi. Ở bên đây là không có con meta là phải như kèo này mà nhét con Kyo 14 vô thì còn kèo này nó sẽ cân hơn. Đó đúng không? Nhưng mà nó lại nhét hai con meta đời đầu vô này, hai con meta đầu trong còn trong khi là hai con meta này đời này kiểu như là đời sau hơn. Thế nhưng kèo này là team đỏ nó có lợi thế hơn. Rồi chúng ta sẽ cùng xem highlight, mình nghĩ khả năng cao là highlight của con Seki nhiều hơn á. Do Seki này đam cái là dễ hai ba con chết lượt một lượt lắm. Ồ, hình của Trích 02. Trời ơi, không phải đá con nào luôn. Rồi xích ra phải nổi không? À, cho phải lực một cái miếng không. Đốt cực rồi mọi người. Yagami. Trời, có con này, tụi này là boss gì á. À, boss cuối vậy cho nên là tụi này có combo đẹp ha. Ít ra mình cũng coi được một cái combo trước khi mà tụi này nó tự èo. Mưa đa nè. Rồi giờ ta phải ăn xích này. Ồ, nó không xích nổi luôn kìa. Osuyone. Amai. Ai nếu đủ sáng thế rồi, vậy sao là lên thì lên S-Max rồi. Sự thừa. Đây đây vậy cũng dễ bị ăn CC. Một nội tại. Kèo này đúng ra là nên để con Kyo 14 vô thì kèo nó sẽ cân hơn. Ôi ôi, cái tuyệt kỹ của con vơ nó gây cái đam cuối, mọi người thấy không, như là 5 con số 7 luôn ha. Nếu mà phải nói, nếu mà đi bấm biển số xe mà số gì là cực kỳ đẹp luôn. Rồi kèo thứ ba của chúng ta là mình có ghi ở trên cái tab cộng đồng mình không hiểu. Cái kèo này, trận này là team hồi phục nè, team đỏ là team hồi phục, là những con có hồi máu. Còn team xanh đó là team là khống chế đặc biệt, mà không biết lý do tại sao nhét con Leona tư chất 13 vào đây luôn á. Kèo này nếu như mà nó đúng là nhét con Leona 13 thì là con Leona đó là nó có cái câm lặng. Đó, câm lặng thì nghe còn hợp lý chứ, còn nhét con Leona thường này vô chắc là cái kiểu này để làm cho kèo này nó cân lại bớt, nhưng mà thật ra nhìn vô cũng biết rồi. Kèo này team xanh có lợi thế hơn do con Kula này cái gì á, nó có cái kiểu mà có thể là vô hạn kháng tử được luôn. Chưa kể là còn Sumi kiểu ion hóa cực kỳ khó chịu nữa. À, có hai cái kiểu như là hình như là mình nhớ là ở trong cái 15 như là Doret như là mẹ đỡ đầu của Kuri nè. Đó, có hai mẹ con luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng xem cái replay của cái trận này. Trận này là quan chắc là cũng không giết nổi Na thần nữa. Cứ gặp Na thần là kèo đó là mệt à, tại do nó trâu. Nó tim hồi phục. Doret thì có xe đam. Mỗi nồi liều nè không chết luôn, là lực một liều nè không chết luôn. Ôi ta đưa mất một nồi tại luôn, ghê thiệt, cũng là đam. Ủa tôn phu lô cái gì á, cái mắt của cụ rồi chắc không biết là nhìn thấy được, nãy mình quên nhìn là không biết là cụ búp đệ cho ai.
Tìm hoa đá. Không có. Rồi hô tao đưa mất 2 nội tại rồi. Đúng là gì đó, đúng rồi, team khống chế quá nhiều khống chế luôn. Team hồi máu sao mà có cửa đánh lại. Khống chế này vẫn khó chịu. À, nãy giờ Kuri nổ liên tục luôn vậy? Ảo hả? Nãy giờ mình có cảm giác như là lượt nào con Kuri cũng nổ luôn á. Ờ, cũ của lấy smart không? Ờ, cũ CC kìa. Để có gì mình sẽ làm chậm lại để coi cũ smart lâu rồi mình không coi cái tung trưởng và Kamehameha. Thôi này là quảng có. Ủa con Athena nó bị xích kìa. Mà vẫn tung được cái smart kìa. What the hell. À chưa có nữa. Khi nào mà hai đệ của cụ chết á thì là cụ mới tung được cái smart. Nãy không để ý là cụ chọn ai là đệ nữa. Cụ này có nhàn sát thương cho nên cụ cũng trâu lắm. Giết được con Mai đi là còn đỡ nữa. Đỡ rồi Mai nằm rồi. Rồi giờ Na thần không thể nào giải được 2 tầng. Tới Kula nè, còn 2 lượt nó sẽ hồi lực thắng tử. Bởi vì về lý thuyết có thể là vô hạn kháng tử được. Nhưng băng con Na thần lên nó không cử động được. Băng 2 tầng nó không giải được hết. Rồi để coi cụ. Đó. Tiếc là bị dính cái dông hóa vậy cho nên không đam. À vậy nãy cụ chọn đệ là con Mai là con Hotaru. Phải như mà cụ chọn con gì á. Con Athena thần á còn đỡ ha. À, giờ này đánh quán lợi là không hai bên không giết nổi lẫn nhau rồi. Do là Na thần trâu. Bên đây thì là không giết nổi con Kula cứ như vậy. À, bữa nay kèo này cứ gặp kiểu như là 20 tên này lâu thật sự á. Tiếp này chắc phải nửa tiếng rồi. Không đục nồi, không đục được con Na thần sao mà đục qua hàng sao được. Chắc khéo là mình phải bấm skip qua không ta. Lần này thì mình nghĩ là không giết nổi con kia đâu. Phải nó còn hồi sinh nữa mà. Cái vậy kèo này mọi người thông cảm nha, mình bấm skip qua rồi mình coi thử coi phải đúng 20 lượt không nha. Chứ mình nghĩ là cái kiểu này đánh chắc chắn là 20 lượt rồi đó, không giết được con Athena đến thần. Mà coi nữa thì nó lâu. Biết ngay. Trời ơi. Độc vị ơi, nhìn cái kiểu đó là biết rồi. Rồi thôi chúng ta sẽ qua cái kèo thứ tư nha. Vậy cho nó nhanh. Kèo tư là trận đấu giữa nha, những kẻ mà có sở hữu dòng máu của Orochi. Thì vừa nhìn vô là chúng ta thấy là hiện giờ là con Rugal 02 nè. Thế mà kèo nào có nó là gần như kèo đó đều ăn luôn á. Cả do Rugal này thực sự bá. Bởi cho nên là kèo nào có Rugal là tỷ lệ ăn đang là 100% luôn á.
Nó còn kèo nào mà có con Leona 15 mà chỉ có cái kèo đầu tiên thôi, chỉ có kèo đầu tiên là có Leona 15 là ăn. Do kèo này thực ra là do là con Grab, con Grab với con Google gánh chứ không phải con chứ không phải là con Leona. Rồi chúng ta sẽ coi highlight cực kỳ nhanh thôi. Kèo này thì mình nghĩ là nghe mùi là con Google này gánh, Google này có thể cân được tất cả như nguyên một đám này luôn. Chưa kể bên đây còn con Sơ Mi nữa. Nếu như mà đổi con Sơ Mi với con Leona với nha thì kèo này thì đúng rồi, mình vẫn nghĩ là con Google vẫn ăn thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng coi highlight. Google chụp là mệt lắm. Mới vô nắp bấy rồi Yuri nằm. Chết hết. Leona may mắn thoát là do là nó có cái ẩn thân. Xin đi Kudasai. Rồi Google phản xin đây liền. Lại chết tiếp. Gonix chết luôn. Có tên mạng là gần như là hết hồi sinh luôn rồi. Yuri cũng hồi sinh rồi. Đó. Còn cái pha mà S cấp của Omega lâu rồi mình cũng không có xem mà. Hôm nay Triết nộ là con Leona chết rồi không ta? Chết được. À không đủ. Ruzi không cân được, Ruzi vẫn bị dính cái yêu hóa và cho nên là nó bị mất cái lượng sát thương mà khi mà nó phản. Trong khi Ruzi này cái đam mạnh của nó là ở chỗ cái phản mà không giờ không phản lên được. Cái này là bạn là thổi lại con người ta con Miji chết được. Điều gì bó tay, điều gì không làm gì được. Cứ bị con Sơ Mi ấy ông vô là coi như là bị mất một lượng đam liền. Điều gì nó trâu thiệt. Đúng là boss bán bằng tiền ở quên sẽ có chung mà. Rồi pha này lượng đam có thể nó chết được. Mãn lại Google. Đó. À ha, quên mất là có vụ không đam nữa, mình quên. Tại pha đó là Google vừa mới phản. Đạp nó lại. Không đam liên tục. Chết chưa? Ôi. À ha ha. Ôi sao con Google nó không ăn mừng luôn ta? Rồi chúng ta chỉ còn một kèo cuối cùng. Kèo cuối cùng này giống giống như mình ghi với kèo này là team Ikari đối đầu với là team này là không biết là team gì. Team này gọi là team team tá lả. Team này vừa có Meta, vừa có Rugal mà vừa có Kula nữa thì làm sao mà team này chống được. Team này có ba con mà thời kỳ đầu đá nữa. Trong khi là con lắc này là một biểu tượng võ sĩ tăng mới bên Sẹt Vô Quy luôn. Mọi người coi tất cả những kèo nào mà có con lắc 15 á đều là con lắc đều tăng. Con Leona có đứng trước có đứng sau nhưng mà đa số con lắc đều đứng tăng. Quái nồi. Cứ kiểu như là cứ bia cho con lắc này không, kèo này là con Leona còn đứng tăng,
có đứng trước có đứng sau, mà riêng con lắc đó là cứ auto con lắc mà làm auto là đứng tăng luôn, mà đứng tăng con lắc nó bị mất một cái gọi là cái kháng tự phụ, và cho nên là gần như là con lắc này dễ hẹo đó, nhìn mà vừa nhìn vô là biết là kèo xanh là ăn rồi. Đúng là đang về dìm hàng con leo nè, con lắc vãi chưởng luôn, mà nhiều hơn là con lắc rồi, cứ để tăng. Rồi tôm cũng mệt nè, tôm cái chắc là hai ba con nằm. Rồi còn phản lại cái nữa là mấy tụi kia chắc là hiểu được. Ikuzo. Finish. Ừ, để lâu rồi lát nữa coi S mắt của chị Lương, lâu rồi không xem. Rồi, ráp đi một nội tài. Yuri vừa ngồi dậy chưa kịp làm gì luôn. Buồn cho Yuri. Rồi giờ chị Lương truy kích tiếp, là chị Lương có nộ không? Ủa nộ không vậy? À giờ bây giờ con truyết ra xong rồi chị Lương móc thêm cái nữa, chị Lương sẽ S mắt. Đồ. Lâu rồi xem lại S mắt chị Lương rồi vẫn cảm thấy là hào hứng. Tao quên chỉnh bay chứ. Nó anh lắc mà đánh tăng rồi là mất kháng tự phụ coi như là anh hẹo liền. Đó Leona nè, Leona ăn miễn rồi cũng hẹo được. Cho Yuri cạo một cái thôi. Bây giờ Yuri chưa kịp làm gì luôn á. Còn cái mạng này mạng cuối rồi đó. Rồi đó. Rồi ráp đi hai kháng tử. Chết với ta chị Lương. Hay quá vậy. À không đủ. Cái chị Lương không kịp tung cái smart. Đúng rồi chị Lương rồi, giết tăng rồi, những khét lẹt luôn á. Bịch bịch. Ai chưa thấy được cái smart của Leona. Phải đánh dấu cả 6 con. Thôi xong. Rồi thôi, game over thôi. Ôi, phải như mà pha này mà không chết là chị Lương ấy thêm một cái nữa là chị Lương được cái smart nữa. Nói chung kèo bữa nay khá là dễ, mình thấy là thực sự là không có kèo nào mà gọi là nó quá khó để mà giống như mấy ngày trước. Nói chung bữa nay là kèo phải dùng từ là kèo không bịp, kèo không bịp. Rồi thì video này cũng trời ơi 33 phút rồi, biết vậy cái trận kia là mình bỏ qua nhanh luôn ha. Rồi thì video của mình tới đây kết thúc. Nếu mọi người thấy hay và bổ ích thì để lại một comment, một like share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.